Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù bận nhiều công việc quốc gia, song Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn hướng về quê hương Hưng Yên bằng những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Chính sự quan tâm và nguồn động viên to lớn ấy là động lực để Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên vượt qua mọi khó khăn, phát huy lợi thế xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp. Phóng sự nhân 24 năm tưởng niệm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2022. Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã 6 lần về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Đồng chí còn thể hiện sự quan tâm với quê hương bằng những lá thư, bức điện, những lời dặn dò động viên và thăm hỏi ân cần tới Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong từng bước phát triển của quê hương. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Tháng 11 năm 1997, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 14 vinh dự nhận điện chúc mừng của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Vì lý do sức khỏe, đáng tiếc tôi không thể về dự đại hội đại biểu của tỉnh được. Xin gửi lời chúc mừng đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Tỉnh ủy sẽ xây dựng mọi mặt của tỉnh nhà thật tốt, đưa Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc. Nội dung bức điện vừa thể hiện lòng mong muốn, vừa là lời căn dặn của đồng chí với quê hương, đồng thời cũng là động lực thôi thúc Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Hưng Yên giàu mạnh. Từ tỉnh xuất phát điểm thấp, đến nay tỉnh Hưng Yên đã phát triển nhanh và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên vào tháng 12 năm 2021, phát biểu với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được. Trong những năm đổi mới gần đây, Hưng Yên chúng ta cũng vẫn tiếp tục phát huy được cái truyền thống văn hiến và anh hùng trong suốt thời gian qua và tiếp tục đạt được những kết quả hết sức to lớn. Những kết quả thành tích nêu trên của Hưng Yên đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ phát triển chung của đất nước. Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, những kết quả thành tựu và đóng góp to lớn trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, hơn 2.000 bà mẹ được phong tặng, truy tặng là danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Và hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên lại vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu và những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã đạt được, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta hôm nay. Tỉnh Hưng Yên đã khởi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và đường bên nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, trị giá trên 4.400 tỷ đồng và đang triển khai dự án đường Tân Phúc - Võng Phan với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Đồng thời có chủ trương xây dựng tuyến đường kết nối di sản điểm đầu từ huyện Văn Giang và điểm cuối là thành phố Hưng Yên và quy hoạch dự án phố Hiến xưa với diện tích khoảng 1.200 ha. Các dự án này hoàn thành sẽ là điểm đột phá về giao thông, kết nối hệ thống đường trong tỉnh Hưng Yên với các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, các đường vành đai của thủ đô, các đô thị lớn, cảng biển, sân bay ở khu vực miền Bắc, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Trong thu hút đầu tư năm 2021, tỉnh Hưng Yên có thêm 4 khu công nghiệp và 5 dự án được Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án đầu tư khác với tổng số vốn đăng ký khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Thực hiện các nghị quyết của Đảng và lời căn dặn của đồng chí Nguyễn Văn Linh, hơn 25 năm qua, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ ban ngành Trung ương, tỉnh Hưng Yên
đang và sẽ phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh hưng thịnh, yên bình, phồn vinh, hạnh phúc.